Nếu bác gặp video này thì vâng, các bạn đã đoán đúng. Tôi đã bị TikTok thao túng vào con đường làm kẹo nougat. Cái kẹo nougat này thì topping muốn ăn gì thì mua nấy thôi. Nhưng ai lần đầu thử sức thì cứ tạo xếp kẹo bên bếp của mẹ Onisi cho nó tiết kiệm. Có sẵn hết, nào là kẹo marshmallow, sữa bột, rồi nào là nho khô, xoài sấy, kiwi, dâu sấy, thêm 2-3 loại hạt điều, hạt bí, bột dâu và matcha nữa. Họ sẽ mua lít kích làm không hết lãi phí. Rang hạt sơ sơ rồi thì chuyển qua nấu chảy bơ. Bơ này thì mấy bà mua ở siêu thị nào cũng có hết á. Bơ tan hết thì cho kẹo marshmallow vào đảo đều liên tục. Mấy clip trước thì người ta có chỉ hết rồi, nhưng mà tôi vẫn phải nhắc lại là để lửa riu riu, nhiệt nhỏ thôi nha mấy bà. Đến đoạn bỏ bột sữa thì đừng có ai đổ nhiều như tôi nha. Chi nhiều đợt thì xíu đảo bột dễ tan mà cũng đỡ mỏi tay hơn. Giờ thì có sẵn vị nào thì cho vị đó vào trộn thôi. Tôi thì tôi làm luôn cả hai, chứ cũng lỡ mua rồi. Tới bước này thì tùy hỷ nha, ai muốn ăn gì thì bỏ vào, nghèo nặng một hồi rồi cho ra khay thôi. Mà có một lưu ý là trước khi nấu kẹo, nếu khay của mấy bà không có chống dính thì nên chuẩn bị sẵn khay có lắp cháy nến. Xếp này trong nhà Onisi có chuẩn bị sẵn luôn rồi, yên tâm. Tạo hình xong thì mấy bà bỏ vào tủ lạnh tầm 2-3 tiếng là lấy ra cắt rồi bỏ vào túi bảo quản được rồi nha. Một xếp này thì sẽ ra tầm 60 viên kẹo. Mấy bà mua 3 xếp là có mấy kẹp miền túi đi kèm luôn, tiện hen. Tôi có để sẵn xếp kẹo ở đây cho bà nào cần rồi nè. Chúc mấy bà làm thành công nha.